Chào tất cả các bạn. Các bạn thích xe, các bạn yêu xe, các bạn ghiền xe, các bạn đam mê đi phượt. Hôm nay sáng cà phê cũng hết rồi các bạn. Không có mời các bạn nha. Uống trà, cà phê. Sáng sớm là ngồi tâm sự, chia sẻ chơi các bạn. Thì tình hình dịch bệnh nó cũng giảm rồi, nó cũng ổn định rồi các bạn. Mình thấy có một số bạn cũng đi bắt đầu đi phượt lai rai rồi, đi chơi, đi tour rồi. Mà đa số là đi Đà Lạt các bạn, Sài Gòn, Đà Lạt. Hoặc là Sài Gòn, Vũng Tàu. Thì Châu Đốc thì Chùa Bà cũng đã mở cửa trở lại rồi các bạn. Thì tình hình giờ tới Tết thì cũng không còn bao nhiêu ngày nữa. Mình sẽ có những cái chuyến đi chơi xa các bạn. Mình thì gọi là đi đi phượt á, còn các bạn hay gọi là đi tour. Đi phượt bụi các bạn, tức là mình đi bằng cái phương tiện xe máy á, xe cá nhân tự túc á các bạn. Thì gọi là đi phượt. Thì các bạn hay gọi là đi tour. Thì hôm nay mình cà phê xong rồi mình cũng có một cái clip chia sẻ các bạn về cái những cái vấn đề mà những cái món dụng cụ cần thiết mình mang theo khi đi phượt các bạn, khi đi tour là cần thiết mang những gì đó. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn khi mà các bạn có những cái chuyến đi xa nha, như Sài Gòn, Đà Lạt trở lên đó, Sài Gòn, Đà Nẵng rồi đó, thì tầm khoảng ngàn, hơn 1.000 cây các bạn, hoặc là 700-800 cây thì mới gọi là những chuyến đi xa. Thì mình cần thiết đem những gì và bảo quản cho chiếc xe mình như thế nào. Thì mình rất là đơn giản các bạn. Thì mình coi trên trang mạng YouTube đó, thì thấy có đa số là những cái bạn mà chia sẻ là đi tour đó, đi phượt đó, đi xa, thì hay là đem theo những cái dụng cụ mà sửa xe các bạn. Các bạn trải ra một cái số đồ nghề phải nói là khủng luôn các bạn. Hầu như là cũng đem cả tiệm sửa xe theo luôn á. Nào là cà lê, mỏ lết, rồi chìa khóa 10 đến 20 mấy, ôi, đủ thứ các bạn. Rồi thậm chí là có những bạn là đem theo để là đòi tháo nồi, tháo gì tùm lum hết. Thì mình thấy cái vấn đề này thì tùy theo cái suy nghĩ của mỗi người các bạn. Thì mình thấy nó không có hợp lý. Khi mà mình đi chơi mà đem theo quá nhiều cái dụng cụ sửa xe để mà mình để cho bảo quản, bảo dưỡng xe mình đi cho nó an toàn á, thì theo mình thì nó không hợp lý các bạn, không hợp lý. Đem theo á, thứ nhất á là nó nặng, nó cồng kềnh, nó nặng xe. Thì những bạn nào mà có gắn cái thùng GV á thì các bạn bỏ vô thùng thì nó gọn thiệt, nhưng mà cái thùng GV các bạn, người ta cho phép mình chở trong cái thùng đó là cái trọng tải tối đa từ 3 đến 5 kg thôi. Cái thùng 20 lít, 30 lít, 42 lít, 36 lít đều là 5 kg đổ lại thôi, không có cái thùng nào cho mình chở 7 kg hết các bạn, thùng GV đó nha. Còn những cái thùng bằng nhôm khác thì mình không biết. Thùng GV thường thường thì đa số là mình nói có những cái thùng mũ á, thùng nhựa đó các bạn, thì nó cho mình chở có 5 kg thôi. Mà mình chở quá nhiều đồ như là mỏ lết, cà lê không thì nó cũng phải 5-7 kg rồi, nó nặng. Và đồng thời mình chở như vậy nhiều khi nó phức tạp mà mình không có sử dụng tới. Mình không có sử dụng tới các bạn. Cái trên đoạn đường đi theo kinh nghiệm của mình á, mình không có sử dụng tới. Thì tại sao mình chia sẻ các bạn như vậy? Tại vì mình cũng đi là mấy năm nay rồi, cái chuyến đầu đi á, là mình có đem theo là cái bộ giá như cái ông bom, bộ giá lụi các bạn. Mình đi Sài Gòn, Đà Nẵng đi về khoảng hơn 2.000 cây á,
Thì sau cái chuyến đó là bất cứ mình đi đâu xa hay là gần, mình cũng không đem theo bộ giá luôn, bỏ luôn ở nhà các bạn. Mình không có xài tới rồi đem theo nó cồng kềnh, nó cực. Mà mình đi chơi đi phượt á, là chủ yếu là mình đi du lịch, mình đi thư giãn, mình đi khám phá, mình đi trải nghiệm. Là những cái cần thiết mình đem theo, là không phải là những cái dụng cụ để sửa xe. Đó. Thí dụ như các bạn đi một đoàn quá đông người á, thì các bạn đem theo giá lụi là được rồi. Tại sao các bạn? Tại vì nếu mà một chiếc xe máy bình thường như cái xe của hãng Honda, thì các bạn đi trải dài trên đất nước Việt Nam này, nó có rất là nhiều cái đại lý, nhiều cái hãng là Honda để nó sửa chữa cho mình. Thì khi đi trên đường á, mình thấy nó cảm thấy nó có lỏng lẻo hay là nó có trục trặc gì đó, thì mình ghé vô cái hãng Honda, mình cho đội ngũ người ta có đầy đủ đồ nghề, người ta chỉnh sửa cho mình, thì mình đi tiếp. Nó hư cũng phải là còn chạy được, chứ nó lỏng lẻo hay cái gì đó, chứ nó không bao giờ nó xúc cái bánh xe trong khi mình đang chạy hay dọc đường mà nó xúc nó rớt cái gì các bạn. Nó lỏng lẻo thì mình cố mình chạy tới cái hết thì mình cho chỉnh sửa ra thôi. Còn nói về cái lớp xe, nếu mà các bạn đi, nếu mà cái lớp không ruột á, các bạn không xăm á, thì các bạn có cán những cái con đinh, con ốc, con vít á, thì các bạn vẫn chạy được bình thường, không có sao hết á. Thậm chí là các bạn để ở nhà các bạn chạy, các bạn cán những con đinh con vít á, không biết cán hồi nào luôn, khi mà mình rửa xe mình cũng phát hiện được, thì có thể là chạy được cả tuần lễ các bạn, thậm chí là hơn nữa. Còn khi nào các bạn bị cán những cái vật nhọn mà hình tam giác mà tụi đinh tặc nó gãi á, thì ở Sài Gòn nó mới có cái vấn đề đó, chứ còn đi các tỉnh thì nó không có. Thì mình nói là thí dụ đi, nó bị tét cái vỏ đi, thì khả năng là cái vỏ đó mình cũng sẽ thay, vì nó tét, nó tét dài các bạn, thì nó giá nó còn không còn bảo đảm nữa. Thì cái vỏ không ruột á, không xăm đó, mình có thể để xì hơi như vậy đó, mình chạy chạy vẫn được, nó không có sàn. Những cái lớp mà có ruột á thì nó sàn, có thể mình chạy dài 30 km được, thì mình tìm một cái tiệm sửa xe gần nhất nào đó, mình thay thế cái vỏ khác, mình giục luôn cái vỏ đó các bạn, chấp nhận hư giục luôn. Thì những cái hết Honda nó nằm ở các thị trấn đều có hết các bạn, nó chạy dài đó khắp cái đất nước Việt Nam mình. Thì do đó là các bạn nếu mà xa lắm các bạn đi tầm cũng khoảng 20-30 là 40 km đổ lại là có một cái hết Honda, có một cái thị trấn, thì thị trấn nó sẽ có hết Honda. Do đó vừa rồi mình đi cái chuyến xuyên Việt đó, là các bạn biết là mình đi Hà Giang, Lào Cai rồi các kiểu, mình chạy là Yên Bái, rồi Lai Châu, rồi mình đi mình cũng không có đem theo cái bộ giá luôn các bạn, không, dứt khoát không đem theo luôn. Tại sao các bạn? Mình đi với bà xã mình thì có 2 cái thùng, thì mỗi người cái đựng cái quần áo vật dụng cá nhân á, mỗi người 1 thùng. Còn một cái thùng giữa, thùng lớn á, mình đựng nước uống nè, đựng những vật dụng cá nhân nè, máy quay phim chụp hình nè, đó là áo mưa các thứ các kiểu, là giày vớ gì đó mình bỏ vô cái thùng trên thì nó vừa đủ các bạn. Mà mình đem theo những cái vật dụng mà để sửa xe nữa thì nó quá nặng nề mà nó quá cồng kềnh, nó chiếm cái diện tích của mình đi. Mình đi chơi, mình trải nghiệm đó, mình khám phá thì mình phải tận hưởng những cái gì, những cái địa điểm mình đi đến, những cái cảnh đẹp, danh lam thắng cảnh. Chứ đi mà cứ trong đầu cứ lo xe nó hư để đem đồ theo sửa thì đi làm gì các bạn, ở nhà sướng hơn. Đó thì mình chia sẻ các bạn, thì không cần thiết đem theo các bạn, đem theo nó cũng không có sử dụng tới. Bây giờ các bạn đi, các bạn đổ đèo hay là mình nói cái chuyện xui rủi thôi, hay là những cái gì trơn trượt các bạn bị xòe đi, thì các bạn cũng phải đem vô tiệm thôi, chứ các bạn không có, nếu mà nó bể nó mót hay là cái gì đó thì cũng phải đem vô tiệm nó chỉnh sửa cho mình mới đi được. Chứ không phải từ nào trường hợp là các bạn là thợ sửa xe, mà thợ sửa xe nó cũng không có đem theo nhiều đồ đó các bạn, nó cũng theo mình nghĩ đi là không cần thiết.
Còn những cái bạn mà cũng chia sẻ là đem theo cái bình xịt dưỡng sên á, mình cũng không có đem theo luôn các bạn, dứt khoát không có đem theo cái gì đó. Mình mua cái loại dưỡng sên nào mà tốt nhất, mình xịt ướt đều hai mặt một lần là có thể chạy được khoảng 2.000 km các bạn. Xe mình sử dụng xịt một phát một là đi Cà Mau, mỗi Cà Mau á một mốc không không á các bạn, Sài Gòn đó mình đi về là gần 2.000, mình đi qua Phú Quốc nữa là khoảng 1.500 cây các bạn, sên mình vẫn không có khô, nó vẫn còn đủ cái chất bôi trơn chạy phà phà luôn. Mình đem theo cái chai đó thì nó cũng là chai thường thường nó nhỏ nhỏ như vậy nè, nó bằng cái ly nè các bạn, nhỏ hơn tí xíu thì nó cũng lại chiếm diện tích, không có đem theo làm gì. Khi mà mình đi Tây Bắc đó, mình cũng không đem theo các bạn. Nhưng mà khi mình về tới Lào Cai đó, thì sên nó khô. Thì mình ghé cái tiệm sửa xe mình xin miếng nhớt mình bôi trơn đó. Thì thực ra sên thì nó sử dụng nhớt là tốt nhất. Nhưng mà điều có cái là nó dơ, nó văng. Do đó bây giờ mình xài cái xịt dưỡng sên cho nó sen, cho nó sạch. Chứ không phải là nó đòi hỏi cái xịt dưỡng sên. Do đó mình ghé tiệm sửa xe mình xin một miếng nhớt mình chế vô, mình trả tiền người ta không lấy các bạn ơi, người ta nói thôi không có lấy tiền, mình cũng lịch sự là mình hỏi bao nhiêu mình gửi đó. Thì các bạn thấy là mình chia sẻ cái clip này là khi mà các bạn đi Đà Lạt thì nó quá gần rồi, đi về tầm 700 cây và đi Nha Trang, Đà Nẵng thì mình khuyên các bạn không nên đem theo những cái món hàng không cần thiết. Đó là những cái đồ nghề sửa xe đó, nó cồng kềnh nó mệt. Khi các bạn tới điểm rồi các bạn vô nhà nghỉ homestay rồi các bạn xách vô nó cũng nặng nề nữa, mình đi nó không có thoải mái. Thì thật ra mình đi rất là nhiều mình mới dám chia sẻ với các bạn. Thì cái lớp mà không ruột á thì các bạn lỡ cán đinh mà đi những cái vùng quê vùng đồi ít có đinh lắm các bạn, đi thành phố này thì nó nhiều đinh chứ đi Sài Gòn nó nhiều đinh chứ thật ra các bạn đi các tỉnh thì cái tình trạng đinh nó hiếm hiếm gặp, mà lỡ có cán rồi các bạn chạy luôn không có sao hết đó. Các bạn cán cái đinh từ Vũng Tàu các bạn chạy ở đây các bạn để ngày mai có bạn chạy vẫn được, nó không có xì, đừng có rút cái đinh ra thôi, à rút ra là thua đó. Thì mình chia sẻ các bạn là đi chơi mà phải cảm nhận được cái chuyến đi của mình nó thư giãn, nó sảng khoái như thế nào, nó thích thú như thế nào, chứ không phải mình đi mà mình lo về cái tâm lý quá nặng nề gì vấn đề xe hư xe hỏng hóc dọc đường. Thì đa số bây giờ các bạn đi á thì thường thì các bạn đi là Center nè, Winner nè, Raider nè, Sa Chia nè, thì có một số bạn đi là quay phim chờ là thậm chí có tay ga luôn. Thì những cái xe này thì xe nó là dạng như xe mới không các bạn, nó không phải như xe cũ hồi xưa mà nó hư bất tử được. Những cái xe này á, là các bạn chạy là nó không có hư, tại vì mình có ông bạn ở An Giang á, ở huyện Chi Tôn á, thì ông chạy chiếc xe tay ga là Elat đó các bạn, xe tay ga luôn nha. Ông đi một chuyến Tây Bắc từ An Giang ông đi và về là 65 ngày đó. An Giang Tây Bắc chứ không phải Sài Gòn Tây Bắc các bạn. Thì xe ông á, thì hỏi ra thì ông có hư cái vỏ, ông thay cái vỏ một lần, nhưng mà tại vì cái vỏ của ông cũ rồi đó, ngoài ra là xe không có hỏng hóc một cái vấn đề hết các bạn, cũng không có cán đinh cán gì hết, nhưng mà tại vì cái lớp xe ổng đã cũ rồi, ổng đi nhiều quá thì ổng thấy vậy ổng ghé cái hét Honda ổng ổng thay cái vỏ mới đó. Thì các bạn nghĩ đi, một chiếc tay ga bình thường, một chiếc quay, một chiếc phim chờ khoảng 125 rồi, hay là những cái chiếc côn tay thì các bạn đi nó không có thể nào mà nó hư dọc đường được, nó khó hiếm trường hợp nào mà nó hỏng hóc bất tử. Thì các bạn đừng có quan tâm vấn đề xe hư. Thì trước khi đi là mình cũng đã kiểm tra rồi, để cho nó có an toàn trong một chuyến đi thì kiểm tra là lốp, sên, nhông, dĩa, rồi thắng, rồi đèn, đó là cái phần kiểm tra chính.
Còn nhiều bạn tháo nồi ra kiểm tra lọc nhớt rồi tháo gì, nhiều cái bạn thấy nó không có hợp lý. Đó, kiểm tra chính là cái lốp xe với sên nhôm dĩa với thắng là ba cái an toàn với đèn, đó là mấy cái đó là an toàn giao thông, không cần thiết là phải bổ máy ra để chẻ máy ra để kiểm tra làm gì mấy cái đồ nó sao nó hư được, không thể là hư được các bạn. Thì mình nhẹ cái tâm lý đi, mình không có quan tâm vấn đề sửa xe thì mình có một cái chuyến đi mới vui vẻ được các bạn, mới thoải mái, mới hưởng thụ được. Chứ còn đi mà cứ lo canh cánh trong mình là xe hư dọc đường, thậm chí bây giờ các bạn đi Tây Bắc xe các bạn hư, các bạn giục trên xe, các bạn gửi về Sài Gòn vẫn được, xe khách xe đò nó nhận hết các bạn, hoặc là các bạn về Hà Nội gửi xe lửa về Sài Gòn vẫn được. Thì giá tiền nó gửi xe thì nó các bạn biết rồi, những người ở quê, những công nhân người ta cũng gửi xe vô đó, hoặc là về quê người ta gửi xe ra, những xe khách giường nằm của các bạn người ta nhận hết, những xe máy phổ thông là nhận hết các bạn. Còn các bạn mà đi mô tô phân khối lớn á, thì các bạn ghé Hà Nội gửi xe lửa nó đóng thùng nó chở về Sài Gòn cho mình luôn, không có hư. Nếu mà hỏng hóc là đem về hãng sửa đó, những cái xe mà giá trị cao. Chứ cũng không có những cái anh mà đi phân khối lớn, những người mà cũng không có đem theo đồ nghề đâu các bạn, không có đem. Thì nếu mà các bạn nào quá cẩn thận thì có thể đem theo cái bộ gió lụi, với là mua cái ống bơm mà loại xài pin đó các bạn, nhỏ nhỏ này nó gọn gọn là xong. Cái gió lụi thì nó có cây lẹm với một cây lụi với ba miếng giá thì nó nhỏ nhỏ thôi, nó mình gói lại bằng cái điện thoại vậy thôi các bạn, nó không có lớn. Đó thì các bạn cẩn thận. Còn riêng tôi là tôi không đem theo, lúc đầu tôi đem. Cái chuyến đi đầu tiên của tôi xa nhất là đi Sài Gòn Đà Nẵng á, thì những cái lúc trước thì tôi đi gần gần, tôi sợ tôi đem theo, rồi sau này tôi thấy nó có cái gì đâu phải đem theo cho nó cực chứ mệt, rồi không đem luôn. Rồi tôi thấy có một bạn nữa đi trên 1.000 cây thì đem theo một cái chai nhớt nhỏ, chai nhớt lẻ các bạn, để thăm coi nhớt nó có hụt không, rồi châm thêm vô. Trời ơi, cái xe mới mà là đi 1.000 cây mà nó hụt nhớt, trừ những cái chiếc xe mà xe thồ, xe mà chở hàng quá đó, bạc nó hở nó cũ kỹ quá, nó xì nó chảy nhớt nó lên buồng đốt thì nó mới xảy ra tình trạng là hụt nhớt. Còn cái xe mới các bạn đi tới định kỳ thay nhớt ra, mở nhớt ra nó còn này nhóc thôi, có chiếc nào nó bị hư bị gì đó thì nó mới hao thôi. Còn một chiếc xe bình thường không có chuyện hao nhớt các bạn. Do đó thì các bạn đừng nên đem theo những cái món đồ đó là cho nó mệt tâm trí của mình. Mình có một chuyến đi nó vui vẻ, một chuyến đi nó hạnh phúc, một chuyến đi nó thư giãn. Thì các bạn chỉ cần đem theo những dụng cụ cá nhân, quần áo, giày dép, là máy chụp hình, là quay phim gì đó, thì những dụng cụ là mình cần thiết nhất thì mình đem theo. Rồi, cái clip tới đây mình xin kết thúc các bạn. Tạm biệt các bạn, hẹn các bạn trong những cái clip kế tiếp. Mình sẽ có những cái chia sẻ về xe, về những cái chuyến du lịch phượt của mình đến các bạn, để mình tham khảo, mình đóng góp ý kiến với nhau. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp bạn trong cái video tiếp theo nha các bạn.